Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với món bánh tiếp theo, là một món bánh rất được các bạn trẻ yêu thích, đó chính là bánh tạt trứng. Và phương pháp làm thì cũng rất là tương đối là đơn giản. Và để làm được bánh này á, thì chúng ta sẽ cần có các cái nguyên liệu như sau. Ở đây thì chúng ta sẽ có tới hai phần nguyên liệu, một phần nguyên liệu là mình làm đế bánh tạt trứng và một phần nguyên liệu là mình sẽ làm nhân bánh tạt trứng nha. Phần nhân thì mình sẽ làm để mình cho vào đế. Đầu tiên thì Nhi sẽ giới thiệu cái phần nguyên liệu của đế bánh. Thì ở đây mình sẽ dùng 130g bột mì. Anh chị có thể dùng bột mì xe đạp xanh số 1, hoặc là mình có thể dùng các loại bột mì đa dụng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có 5g đường, 2g muối và nước lọc 80ml cùng với bơ lạc để ở nhiệt độ bình thường là 80g. Đó là phần nguyên liệu làm đế bánh tạt trứng. Về phần đế bánh thì Nhi cũng nói thêm là mình sẽ học để biết cách làm đế bánh. Tuy nhiên, nếu chúng ta không có những cái máy công nghiệp để cán đế bánh, cũng như là không có nguồn nhân sự để làm đế bánh, thì chúng ta hoàn toàn có thể mua đế bánh ngoài thị trường. Bởi vì cái đế bánh mua ngoài thị trường á, thì giá nó cũng tương đương như là cái đế bánh mà chúng ta tự làm, và cũng rất là ngon. Cho nên á, lời khuyên là chúng ta sẽ mua cái đế bánh bán sẵn ngoài thị trường, về mình chỉ cần làm cái nhân và thêm nhân vào nướng là xong. Thì như vậy cái công đoạn làm nó rút ngắn và rất là đơn giản cho chúng ta. Tuy nhiên xíu nữa chúng ta vẫn học cách làm đế bánh tạt trứng, để nếu mình thích tự làm thì mình vẫn làm được nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nguyên liệu tiếp theo, đó chính là phần nguyên liệu nhân bánh trứng cho cái món bánh tạt trứng của chúng ta. Nguyên liệu thì ở đây chúng ta sẽ gồm có sữa tươi 250ml sữa tươi, whipping cream 60ml, rồi chúng ta có đường cắt trắng 45g, muối sấy khô là 2g, rồi chúng ta có bột bắp là 10g, trứng gà là mình sẽ lấy hai cái lòng đỏ trứng gà, một cái lòng trắng trứng gà, và vani ống thì mình sẽ dùng một ống vani. Thì một ống vani thì tương đương với 4ml nước vani nếu mà mình dùng vani dạng nước nha. Như vậy là chúng ta đã đầy đủ nguyên liệu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bước tiếp theo, đó chính là mình thực hiện làm cái đế bánh tạt trứng nha. Thì mình sẽ sử dụng cái nguyên liệu là bột mì, muối, đường, nước lọc. Mình cho muối, cho đường vào bột mì. Tiếp theo mình sẽ cho nước lọc vào cái phần muối, đường và bột mì. Mình sẽ dùng tay, đầu ngón tay để trộn cái bột này đều lại với nhau. Mình sẽ nhồi bột trong vòng từ 2 đến 3 phút thì bột nó sẽ đều. Hoặc là nếu mình có thể dùng máy ha, dùng máy mình đánh, dùng máy đánh bột, máy đánh trứng á, để mình đánh cho cái khối bột nó đều. Thì khi mà dùng máy mình cũng đánh nó cấp độ nhẹ nhẹ, giống như cái việc mình trộn tay thôi anh chị ha. Rồi hỗn hợp bột của mình đã được trộn đều từ 2 đến 3 phút thì anh chị thấy nó sẽ có cái độ là chưa có mịn lắm, nhưng mà ý là nó sẽ tạo thành một khối. Và sau đó mình sẽ bọc cái màng bọc thực phẩm lại. Nếu mình không muốn nhồi bằng tay hoặc làm số lượng nhiều thì mình sẽ cho vào máy đánh bột, nhưng mà đánh ở cấp độ nhẹ. Anh chị phải chọn cấp độ nhẹ nhất, giống như là việc mình trộn tay vậy đó, chứ cũng không nên đánh bột quá nhiều ha. Rồi sau khi bọc lại thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản từ 10 tới 20 phút. Rồi sau đó mình mới lấy ra để mình cán bột. Thì như vậy là cái việc cán nó sẽ dễ dàng hơn là mình không có bỏ vào ngăn mát nha. Tiếp theo là mình sẽ làm phần sốt kem trứng. Sốt kem trứng này thì chúng ta chuẩn bị cái nguyên liệu như mà Nhi hướng dẫn trong bài. Thì đối với sốt kem trứng á, anh chị thấy là chúng ta sẽ có giá vốn của 350ml, thành phẩm sốt trứng là 22.900 đồng. Thường là mình sẽ dùng từ 20 cho tới 30ml. Nếu dùng 20ml thì giá vốn là 1.300, còn nếu mà dùng 30ml thì giá vốn là 2.000 đồng cho một phần sốt trứng khi mà mình đưa vào bánh. Thì lúc này chúng ta thấy đó, đế bánh của chúng ta sẽ có cái phần giá vốn là 3.200. Nếu mình lấy thêm cái sốt trứng 2.000 là 5.200 một cái tạt trứng, trong khi ngoài thị trường là bán tới 9.000 đồng một cái, có nơi bán 12.000. Thì tùy theo giá bán ra mà chúng ta sẽ chọn cái sốt trứng là 20 hay là 30ml. Và nguyên liệu đã đầy đủ sẵn sàng. Bây giờ mình sẽ làm cái phần kem trứng ha, cho cái món bánh tạt trứng. Trước tiên là mình sẽ cho cái phần lòng đỏ vào một cái thau hoặc một cái tô, rồi mình cho lòng trắng trứng vào luôn. Tiếp theo mình sẽ cho đường vào, mình cho muối ăn vào,
mình cho bột bắp vào luôn. Sau đó mình dùng phới, mình trộn đều hỗn hợp. Mình khuấy cho cái hỗn hợp nó thật là đều mấy anh chị nha. Ở bước này, nếu mà mình làm số lượng nhiều á, thì mình hoàn toàn có thể là dùng máy đánh trứng đánh nó cấp độ nhẹ nhất ha. Cấp độ nhẹ giống như việc mình trộn tay vậy đó. Bước tiếp theo là mình sẽ cho sữa tươi vào, cho whipping cream vào nồi luôn. Rồi mình trộn đều hỗn hợp. Sau đó mình bật lửa lên, mình nấu ở cái nhiệt độ vừa vừa thôi. Nhiệt độ vừa cho đến khi mà cái hỗn hợp mình mà nó ấm lên, tức là bề mặt nó sẽ bốc khói. Và khi mà bề mặt bốc khói như vậy á, thì cái hỗn hợp nước trong nồi á, thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 50 đến 60 độ. Trong quá trình đun á, thì anh chị nhớ là mình phải khuấy. Bởi vì nếu mình không khuấy thì rất là dễ bị cháy cái phần sữa ở dưới đáy nồi đó nha. Mình khuấy nhẹ nhàng để cho không bị cháy. Rồi mình đun đâu đó khoảng 2 đến 3 phút thì là nó sẽ bốc khói bề mặt. Là như vậy là đạt được 60 độ C. Khi mà hỗn hợp sữa và kem của mình, cream của mình nó đã bốc khói bề mặt như thế này, mình sẽ đổ cho cái hỗn hợp sữa và kem cream cheese vào trong cái hỗn hợp bột trứng mà mình đã làm trước đó. Mình đổ từ từ và dùng cái phới vừa đổ vừa khuấy để cho nó không bị làm chín trứng quá mấy anh chị nha. Bởi vì là cái sữa nóng quá thì trứng nó chín quá thì nó cũng không ngon, nên chúng ta mới cho sữa vào từ từ thôi. Đấy, sau khi cho hết sữa vào thì khuấy đều, chúng ta được một cái hỗn hợp có màu vàng nhạt như trong hình. Bước tiếp theo, mình sẽ dùng một cái rây. Mình rây hỗn hợp qua lọc để đảm bảo là những cái gì mà chưa tan thì nó sẽ được tan hết. Sau đó mình sẽ bật bếp lên ở cái lửa vừa vừa thôi. Tương tự như vậy mình cũng phải khuấy ha. Trong suốt quá trình nấu á, thì mình khuấy liên tục để cái phần kem trứng không bị cháy đáy nồi. Thực ra ở cái bước này á, giai đoạn đầu khi mà nó có nhiều nước như vậy á, thì mình có thể bật lửa lớn. Mình khuấy cho đến khi nào mình cảm thấy cái đáy nồi nó bắt đầu là có cái hiện tượng là đặc lại thì chúng ta giảm lửa nhỏ. Và mình khuấy liên tục khoảng tầm 2-3 phút á, thì anh chị sẽ thấy nó đặc trong nồi như trong video. Thì lúc đó mình tắt bếp và mình đưa cái nồi ra khỏi bếp luôn. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục khuấy ha. Khuấy vẫn tiếp tục khuấy cho đến khi mà mình thấy cái hỗn hợp á, nó sẽ sền sệt, có cái độ sền sệt như sữa đặc vậy đó. Thì chúng ta mới dừng cái việc khuấy và chúng ta thu được cái thành phẩm sốt trứng. Đó, nó sền sệt, nó lỏng hơn sữa đặc một chút anh chị ha. Cái độ sánh của nó thì lỏng hơn sữa đặc một chút. Nhưng mà xíu nữa khi nó nguội á, thì nó sẽ đặc hơn. Xíu nữa nó nguội thì nó sẽ bắt đầu đặc như sữa đặc ha. Tiếp theo là mình cho vào trong cái hỗn hợp sốt trứng của mình một ống vani để mà khử tất cả những cái mùi tanh của trứng, và nó sẽ làm cho cái sốt trứng của mình rất là ngon. Đây là bí quyết mấy anh chị nha. Khi mà vani á, mà gặp trứng thì nó sẽ tạo thành một cái mùi thơm rất là đặc biệt, mà không phải mùi trứng mà cũng không phải mùi vani, mà nó sẽ khử tanh của cái phần sữa tươi và khử tanh của phần trứng. Như vậy là chúng ta đã có một phần sốt trứng thật là ngon và thơm mà không có bị tanh. Những điều cần lưu ý khi mà mình làm sốt kem trứng của Tạc Trứng là bắt buộc phải có bước khuấy kem để làm kem chín một phần. Nếu không, khi nướng bột sẽ bị lắng xuống đáy, tạo thành một lớp dày và dai ở phần kem trứng. Nếu trong quá trình khuấy có hiện tượng vón cục là do đun lửa quá nóng, thì lập tức bắt nồi ra khỏi bếp và khuấy thật mạnh và nhanh tay, hỗn hợp sẽ mượt trở lại. Việc bảo quản bánh thì chúng ta sẽ bảo quản bánh. Bánh thực ra để trong ngăn mát được 7 ngày. Nhưng mà ngon nhất là mình sẽ ăn bánh khi mà bánh trong vòng từ 1 đến 3 ngày là ngon nhất. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cán bột. Mình sẽ lấy cái bột mà mình đã để ngăn mát từ 10 đến 20 phút rồi đó, thì chúng ta lấy cái bột đó ra để chúng ta bắt đầu tiến hành cán bột để làm cái đế của Tạc Trứng. Bây giờ mình sẽ cán bột với cái phần bơ. Bơ này thì mình cần phải để ở nhiệt độ thường rồi nha mấy anh chị nha. Và nó sẽ hơi mềm. Nó mềm tới mức mà mình dùng những cái que vét á, thì mình có thể làm cho nó nghiền nó ra được ha. Và lượng bơ này mình sẽ chia làm 3 phần bằng nhau. Trước khi mà cho bột xuống cái bàn, mặt bàn hoặc là một cái tấm đo kích thước như là chúng ta đang có trên video, thì chúng ta sẽ phủ một lớp bột mỏng, bột mì mỏng để làm bột áo cho nó không bị dính bàn.
Rồi chúng ta đặt cái khối bột xuống và đồng thời cũng thoa một ít bột lên cái phần chày cán ha. Sau đó chúng ta đặt chày vào phần giữa bột. Rồi đẩy tới và đẩy lui để cán bột theo chiều dài. Đó, anh chị thấy cán nó tương đối là dễ dàng, bởi vì lúc nãy mình đã cho bột nghỉ ở trong ngăn mát 20 phút á, thì như vậy cái bột nó sẽ dễ cán hơn. Còn nếu chúng ta không cho bột nghỉ á, thì mình sẽ cán rất khó để cho nó dàn đều ha. Và chúng ta sẽ cán làm sao cho khối bột có chiều dài là 40 cm, chiều ngang 15 cm, và độ dày của cái miếng bột này là 3 mm. Thì như vậy là đạt chuẩn để mà chúng ta làm những cái đế tạc thật là ngon. Tiếp theo, bơ này thì mình sẽ để ở nhiệt độ thường rồi đó, mình chia làm 3 phần bằng nhau. Bây giờ mình sẽ lấy 1/3 để mình trét lên, trét lớp mỏng lên trên cái phần khối bột mình đã cán thành công. Nói chung anh chị biết không, cái đế tạc trứng này làm rất là công phu và mất thời gian. Mà ngoài thị trường thì Nhi đã thử rồi, ở Vinpa mình có bán cái đế tạc này luôn, mà nó cũng ngon tương đương như mình làm, mà giá thì cũng tốt nữa và đỡ mất thời gian của mình ha. Rồi khi anh chị mà trải cái phần bơ thì lưu ý là mình sẽ chừa khoảng cách 0,5 so với cái mí bên ngoài cùng của cái miếng bột mà mình đã cán ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành gấp bột, gấp cái phần bột bánh. Thì bây giờ cái phần bột bánh phía trong mình thì mình sẽ gấp vào. Rồi bây giờ mình sẽ đến với bước là gấp bột hai đầu. Thì đối với phần gấp bột thì mình sẽ lấy hai mí ở cái phía bột gần mình gập vào 5 cm. Sau đó tiếp tục lấy hai mí cái phía bột đối diện gập sát cái mí bột mình vừa gập vào 5 cm đó. Nếu lúc này mà mí chưa sát với mí ngoài và chưa vuông vức thì mình sẽ chỉnh lại cho vuông vức như hình. Rồi tiếp theo, sau khi đã xong như vậy rồi, mình gập đôi một lần nữa để chúng ta được một miếng bột 4 lớp, sau đó chúng ta xoay một góc 90 độ như trong video và chúng ta tiếp tục dùng chày để cán. Nhưng mà lúc đầu thì mình không cán, mình sẽ dùng chày để nhấn nhẹ xuống cho nó dàn đều từ từ, cho nó dàn trải đều từ từ ha. Sau đó khi mà nó dàn tương đối đều rồi thì mình sẽ lật ngược lại. Nếu mà nó bị bơ nó bị lòi ra ngoài á thì chúng ta sẽ dùng bột để chúng ta kéo cho nó sát mí lại ha. Rồi tiếp theo mình lặp lại các bước thao tác như vừa rồi để chúng ta dàn cái phần bột ra. Lúc này chúng ta cũng chưa cán đâu, chúng ta dàn đều cái bột với cái bơ để cho cái bơ nó ngấm vào cái phần bột thì xíu nữa khi mà mình cán dài thì cái bơ nó không bị rơi ra ngoài. Sau đó khi mà mình dàn đều được khoảng 10-20 lần chày rồi thì mình sẽ bắt đầu tiếp tục là chúng ta cán, đặt ở giữa và cán ra hai bên. Đó thì nhờ cái đoạn đầu mà mình dàn đều cái chày mà mình không cán thì bơ nó sẽ dính chặt với bột, thì đến khi mình cán thì nó sẽ hạn chế cái việc mà bơ nó bị tuột ra ngoài. Cán xong như vậy rồi thì đoạn lần 2 cán thì nó sẽ có kích thước khoảng tầm 30 cm thôi. Và mình cũng thực hiện các cái bước gập khối bột giống như là vừa rồi, là chúng ta cũng gập cái phần bột từ phía mình vào khoảng 1/8, lúc này là khoảng 3 cm. Sau đó cái phần bột phía đối diện mình gập vào sát mí cái phần bột mới gập,